Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em để test độ sáng của hai cái bóng LED. Ở đây thì mình có hai cái bóng LED, một cái bóng pha LED 40W. Đó, nó hơi mờ một tí. Đó. Ở pha là 40W, cốt là 20W. Và đây mình có một cây L4X. Công suất danh định của cái bóng L4X này là 40W. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ với anh em về hai cái độ sáng của hai cái bóng này. Ở cái bóng pha LED này thì mình sẽ lắp vào một cái pha của xe zin. Đó, đây là cái pha xe zin. Đây, pha còn mới đấy. Và mình dùng một cái bình ắc quy mới để đảm bảo độ ổn định của điện nhất. Và trong cái clip này ấy, thì mình muốn chia sẻ và cho anh em coi cái relay passing mình tự làm. Ở cái clip lần trước ấy, mình cũng chia sẻ cho anh em. Ở cái clip lần này ấy, thì mình sẽ lắp trực tiếp vào cái cây L4 này để xem cái chế độ passing của nó sẽ như thế nào. Như mình gọi là nó gọi là super passing anh em nhé. Vâng, xin phép anh em không dài dòng nữa thì mình sẽ test trước cái bóng pha LED này. Thì mình sẽ lắp vào cái đèn pha đã. Mình sẽ lắp vào cái pha đèn này. Là mình sẽ để ở cái chế độ là đèn sáng nhất là đèn pha. Thì ở phía bên kia đường á, thì mình sẽ quay lên. Đó, ở bên kia đường nó có một cái nhà văn hóa ở chỗ khu vực mình ở. Thì từ chỗ mình cái bàn mình ngồi đây để sang đến bên kia thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 60 mét. Thì mình sẽ test trước ở cái đèn pha. Đó, mình sẽ test trước ở cái đèn pha. Đấy, mình sẽ test trước ở cái đèn pha. Xem là cái ánh sáng nó có thể hắt xa được đến 60 mét không. Đây, mình xin phép là mình sẽ dùng thử bình ắc quy luôn. Đó, anh em có nhìn rõ không ạ? Cái nhà bên kia. Nói chung là nó cũng sáng được đến cái nhà kia. Nhưng mà ánh sáng nó cũng không mịn mãn lắm. Nhìn nó cũng mờ. Đây mình quay gần này. Quay gần thì ánh sáng nó cũng được. Và hát xa ra bên kia. Đó. Anh em nhìn rất là mờ. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử test một cây L4X. Thì cái cây L4X này thì mình sẽ thử luôn cái cây L4X này. Đó, sáng kinh khủng luôn anh em ạ. Ánh sáng rất giọt. Đó, anh em nhìn rõ, đây mình xoay gần, ánh sáng mạnh kinh khủng luôn. Nó mới sáng gấp đôi, gấp 3 lần, thậm chí có khi gấp 4 lần. So với lại cái đèn pha LED kia. Cùng là 40W. Nhưng cái cây L4X này ánh sáng nó thật kinh khủng luôn. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ bật chế độ thử passing cho cái cây L4 này. Đó. Wow. Super passing luôn các bạn ạ. Thật kinh khủng luôn. Đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay cái máy quay của mình xuống xin một tí. Đó. Mình xin phép là quay thêm một tí nữa xuống. Ok, bây giờ là mình sẽ bỏ cái pha này ra. Ở đây thì mình có dùng một con dơ le do mình tự thiết kế. Thì nguyên lý hoạt động của con dơ le này, thì trên con dơ le này nó sẽ có 4 đầu dây chính. Kiên Motul làm dơ le luôn luôn sẽ có 4 đầu dây chính, nhưng ở trên con dơ le này mình sẽ có thay đổi màu dây. Trước thì là luôn luôn sẽ là dây đỏ, dây đen và hai dây vàng. Thì lần này mình sẽ bỏ một dây vàng và mình thêm một dây trắng. Đó. Thì trên con dơ le này nó sẽ có một dây màu đen này, nó sẽ nối vào dây mát của cái cục L4 này, của cái cây đèn L4 này. Và cái dây vàng ở trên dơ le nó sẽ vào dây dương của cây L4. Rất đơn giản thôi. Đó, chỉ còn lại hai đầu dây là một đầu dây trắng thì nó sẽ vào cực dương của bình ắc quy. Còn dây đỏ này khi mà các bạn đã phát sinh thì nó sẽ cũng vào cực dương của bình ắc quy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem.
Thì khi các bạn bắt dây đen và mát này, dây trắng và dương, thì cũng như kiểu các bạn bật công tắc đó thì cái bóng nó sẽ sáng liên tục. Đó, cái bóng nó sẽ sáng liên tục. Còn khi các bạn muốn bật chế độ bắt sinh thì ví dụ các bạn chế thêm một cái công tắc như kiểu cái công tắc còi đó, các bạn chỉ cần chập vào dương đó, nó sẽ nháy ầm ầm luôn, chói lòa luôn. Mình sẽ bỏ cái bóng này ra đây cho nó khỏi cảm sao, đỡ chói mắt đó, sáng kinh khủng luôn đó. Còn khi các bạn bật đèn bình thường thì nó lại sáng như này. Hoặc các bạn giả định là khi các bạn đang bật đèn mà lại bật cả chế độ bắt sinh thì ví dụ như kiểu hai cái dây này nó dính vào thì nó sẽ như thế này, nó vẫn cứ nháy bình thường nó, nên là không có không 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 sợ là khi mà mình bật đèn là không có bắt sinh. Đây là khi mình bật đèn đó, khi mình bật đèn và mình đặt chế độ bắt sinh lên thì nó vẫn cứ trước bình thường. Mình dùng bằng một tay nên là nó cũng hơi hơi bất tiện. Đó, ví dụ như là mình đang bật đèn như này mà các bạn đá phát sinh nó vẫn cứ nháy bình thường, các bạn nhả ra thì nó lại là ánh sáng bình thường như lúc mình đang bật đèn đó, ánh sáng thật kinh khủng luôn các bạn ạ. Ok, vậy là các bạn cũng đã biết là cái ánh sáng của cái cây L4X này là nó như thế nào. Cái cây L4X này hiện nay là cũng được rất nhiều các anh em ưa chuộng và tin dùng. Phải nói là cái độ sáng của nó thật kinh khủng luôn. Ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ anh em cái cách lắp lên xe. Đây, ở cái clip sau tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn anh em lắp những cái đèn này lên trên xe và đi dây như thế nào cho đúng. Và mình sẽ hướng dẫn anh em là lắp một cái ổn định điện trực tiếp lên xe một cách đơn giản và đẹp nhất có thể. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mình là Kiên Motul. Nếu như anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Hãy đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip mới nhất từ Kiên Motul. Vâng, xin chào.